Kính thưa quý vị, quan chức sở thuế IRS từ chối không chịu trả lời câu hỏi trong cuộc điều trần về vụ bê bối, tin từ Washington DC. Một quan chức trung tâm của vụ bê bối tại sở thuế IRS đã lên tiếng từ chối không trả lời các câu hỏi của các thành viên của một ủy ban tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 5 năm 2013. Trước khi dùng hiến định thứ 5 của Hiến pháp Hoa Kỳ từ chối không trả lời các câu hỏi của thành viên ủy ban, bà Lois Lerner đã lên tiếng biện hộ rằng bà đã không có hành động sai trái nào. Một số thành viên của Ủy ban Giám sát đã tỏ ra tức giận khi bà Lerner mở màn với lời biện hộ và sau đó dùng hiến định từ chối không trả lời câu hỏi của Ủy ban. Dân biểu Hoa Kỳ Trey Gowdy từ tiểu bang South Carolina nói rằng hành động của bà Lerner chứng tỏ bà đã từ bỏ quyền không trả lời trước Ủy ban và yêu cầu bà ở lại trả lời các câu hỏi của Ủy ban. Chủ tịch Ban Giám sát ông Daryl Issa, dân biểu thuộc đảng Cộng hòa đến từ tiểu bang California nói rằng bà Lerner dường như đã từ bỏ quyền hiến định, nhưng cũng đồng ý để bà rời khỏi buổi điều trần không trả lời câu hỏi nào. Bà Lerner là nhân vật chính trong vụ rắc rối sở thuế dùng quyền hành gây khó khăn cho các nhóm bảo thủ muốn nộp đơn xin miễn thuế. Cơn bão chính trị gây ra bởi vụ rắc rối đã làm lu mờ kế hoạch của nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Barack Obama, trong lúc ông đang điều đình với thành viên Quốc hội về ngân sách quốc gia cũng như thúc đẩy cải tổ luật di trú. Trong ngày 10 tháng 5, bà Lerner công bố việc sở thuế IRS gây khó khăn cho các nhóm bảo thủ, đưa đến 3 cuộc điều tra từ Quốc hội cũng như của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Các nhà điều tra từ Quốc hội Hoa Kỳ đã nói rằng, vào tháng 6 năm 2011, bà Lerner đã biết việc quan chức dưới quyền của bà tại thành phố Cincinnati, Ohio, có hành động dùng những từ không thích hợp để trích ra những đơn xin miễn thuế của các nhóm bảo thủ. Trước đây, Chủ tịch của Ủy ban Giám sát, dân biểu Issa đã cáo buộc bà Lerner tội đưa ra lời khai sai lệch và gây hiểu lầm đến Quốc hội Hoa Kỳ trong một cuộc điều trần vào năm ngoái. Qua bản báo cáo của nội bộ của Sở Thuế cho thấy, Ban Giám đốc của Sở đã biết được các hành động phi pháp từ tháng 5 năm 2012, nhưng đã không báo với Quốc hội.